chỗ đây là gì? Công giáo đã hiến thân chọn cuộc đời cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngài là một vĩ nhân được thế giới tôn trọng, kính nể khi sinh thời cũng như khi khuất, và cho đến hôm nay khi nghe tin cố tổng thống bị sát hại năm 1963, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã thương tiếc và không tiếc lời ca tụng như tổng thống Đường Giới Thạch lúc bấy giờ đã nói tổng thống Ngô Đình Diệm là một vĩ nhân của thế giới. Việt Nam phải 100 năm nữa hy vọng mới có được một người thứ hai. Lịch sử đất nước hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúng ta quy tụ ở đây để cùng với Ngài và các bà huynh cũng như các chiến hữu của mọi phía đã ngã gục vì đất nước này, trên đất nước này, dâng lời cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa. Xin phó dâng tất cả trong quyền năng tình thương của Chúa. Xin các vị được Chúa thương đón nhận trên nước trời, bầu cử cho tất cả chúng ta biết thể hiện lòng yêu nước của mình một cách chân thực nhất, hữu hiệu nhất, thiết thực nhất qua cuộc sống phục vụ yêu thương hàng ngày. Đặc biệt trong cuộc đời chúng ta
biết dùng đời sống phục vụ những anh chị em nghèo khó, những anh chị em đang bị áp bức, những anh chị em đang bị những nạn ô nhiễm, lũ lụt, thiên tai, nhân tai ở khắp mọi nơi, đặc biệt miền Trung, để mọi người được sống trong an bình của Chúa. Cầu cho quê hương đất nước Việt Nam được thoát khỏi tất cả mọi thứ khó khăn, thử thách, để được sống trong an bình, thịnh vượng. Trong tâm tình đó, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta và nhậm lời cầu nguyện. Tôi chú nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các kiêm thần, các thân và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là niềm vinh hạnh của người tín hữu, là sự sống của bậc chính nhân. Chúa đã muốn cho con Chúa là cố Tổng thống Gioan Bautista Ngô Đình Diệm, cũng như các bà huynh và các chiến hữu khác đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin thương đến những người tín hữu khi còn sống đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh, mà ban cho họ được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích thư Philippi. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho anh chúng ta một niềm an ủi. Bài trích thư Thánh Phêrô Philippi. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lạy Chúa,
trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm nghi lễ, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đang hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con cấn xin đêm ngày, điều mà con tiến ta ban nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đang hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài từ bi xót thương muôn ngàn, cần bày tôi biến cao lỗi lầm, chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, nhân dân Chúa. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, vì như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Alleluia. Kính thưa, kính thưa anh chị em, kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đang cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa trên ngôi mộ của một người yêu nước, của một vị mà Đức cha Mikea vừa chia sẻ với chúng ta là một vị danh nhân, và chắc chắn đó là một vị ân nhân của đất nước và của rất nhiều người trong chúng ta. Lời Chúa ngày hôm nay, ngày 31 tháng 10, trước khi bước vào lễ các thánh, cho chúng ta nghe thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo hữu thành Philippi. Và trong đó thì Thánh Phaolô đưa ra những cái giá trị của người Kitô hữu. Và những giá trị đó Ngài rút ra từ lời giảng dạy, và chính là cái cuộc sống của Chúa Giêsu. Đó là sự khiêm tốn, đó là tình yêu thương, và đó là phục vụ người khác trong khiêm tốn và yêu thương, để tiến đến một sự hiệp nhất
trong thần khí. Và sự hiệp nhất đó, lòng yêu thương bác ái đó, Chúa Giêsu cũng đã trao cho chúng ta một cái lệnh truyền, một cái lời ước ao mà chúng ta hội thánh không ngừng cầu nguyện, không ngừng cố gắng nỗ lực trong hơn 2000 năm qua. Chúng ngày hôm qua khi chúng ta nghe tin mừng theo thánh Luca kể lại câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ ông Gia-khê. Nhưng mà trước đó thì Chúa Giêsu lại chữa lành cho một người mù trên con đường vào thành Jericho. Chúng ta thấy rằng là một bậc thầy ở trong dân, khi di chuyển ở trên đường thì biết bao nhiêu những người đi theo, cả một đám đông như thế. Nhưng mà Chúa Giêsu lại không bị cái đám đông đó cuốn hút, không bị những lời ca tụng của đám đông đó cuốn hút, mà Ngài lại dừng lại trên một người nghèo, một người mù, một người ăn xin, một người bị vứt bỏ bên lề đường. Ngài cúi xuống trên con người đó, Ngài yêu thương con người đó và Ngài chữa lành con người đó. Vâng, vì Chúa là người của chúng ta vô cùng khiêm tốn và sống thu thẳm lòng yêu thương, Ngài đã cúi xuống trên thân phận của người bị bỏ rơi. Chính điều đó mà chúng ta thấy rằng là Ngài không ngần ngại, chủ động ngước mắt lên nhìn thì ra khe để cũng lại một lần nữa sáng kiến chủ động của Ngài. Hôm nay tôi đến nhà ông. Chính những cuộc đời của Ngài qua những hành vi mà chúng ta, hành động mà chúng ta ít nhất là nghe trong bài tin mừng ngày hôm qua, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy, nhưng mà Ngài chính Ngài thực hiện một cuộc sống yêu thương. Ngài chấp nhận rời khỏi cái đám đông đó để dừng lại trên một người bị bỏ rơi. Ngài chấp nhận tất cả những tiếng chê bai của những người có học, những người có quyền thời đó, để Ngài ngước nhìn lên và bước vào căn nhà của một người mà mọi người khinh bỉ, mọi người từ bỏ. Vâng, chúng ta được kêu gọi sống yêu thương nhau, chúng ta được kêu gọi sống hiệp nhất với nhau, và chúng ta được kêu gọi để qua cái cuộc sống khiêm tốn yêu thương và tạo một sự hiệp nhất như vậy để loan báo về đấng cứu thế, đấng sống yêu thương, và đấng đã có thể nói rằng là kêu gọi cũng như là hàng công nguyện cho sự hiệp nhất của mọi người. Đức Thánh Cha Francisco trong cái phần cuối của bức tông huấn niềm vui tin mừng, Ngài có đưa ra 4 cái tiêu chuẩn để mà phân định cuộc sống của người Kitô hữu. Thì trong một trong 4 cái tiêu chuẩn đó thì Ngài đưa ra là thời gian thì quan trọng hơn là không gian. Ngài kêu gọi chúng ta là đừng có dừng lại ở những chuyện xảy ra quanh mình, đừng có dừng lại ở những cái mà thành công nhất thời, đừng có dừng lại ở những cái xu hướng của thời đại, nhưng mà phải nhìn một thời gian dài để thấy cả một cái kế hoạch, để cả thấy một công trình của Thiên Chúa. Và người tín hữu chúng ta dấn thân cho cái sứ mạng đó, dấn thân cho một cái giá trị cao quý mà cần thời gian để tỏ lộ, đó là giá trị của yêu thương, giá trị của sự khiêm tốn và giá trị của sự dẫn đến sự hiệp nhất. Ngày hôm nay ít là trong cái nhóm đông nhỏ bé này, chúng ta thấy có giám mục, chúng ta thấy có linh mục, chúng ta thấy có tu sĩ, chúng ta thấy mọi thành phần, chúng ta thấy cả những anh em mà từ miền Bắc, nếu mà cũng khó mà có dịp để mà hiện diện nơi ngôi mộ của Ngài. Chúng ta thấy cả những anh em không cùng tôn giáo, không phải là công giáo, cũng biết đến đây và hiệp thông với chúng ta để như lời Đức Cha kêu gọi cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho dân tộc, không chỉ cầu nguyện cho phụ Loan Bautista. Thì phải chăng ít là chúng ta thấy một thời gian hơn 50 năm rồi, cái tiêu chuẩn của Đức Thánh Cha Francisco đưa ra là hướng dẫn là thời gian thì quan trọng hơn là không gian. Những ai ở Sài Gòn năm 63, năm 62, năm 61, năm 60, chúng ta đã chứng kiến những cảnh loạn lạc, những cuộc biểu tình chống đối cụ.
Và lúc ấy chúng ta rất dễ dàng bị cuốn vào những lời tuyên truyền xảo trá, bịa đặt và vu khống cụ. Nhưng rồi thời gian quan trọng hơn không gian. Những giá trị lâu bền, vững bền, đó là đức khiêm tốn, lòng yêu thương, dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trong thân khí. Và hôm nay là một trong những lần có thể nói là cái dấu hiệu mà chúng ta hiệp nhất trong thần khí để tạ ơn Thiên Chúa là Cha của chúng ta và cầu nguyện cho dân tộc, đất nước của chúng ta. Vâng, ngày mai chúng ta sẽ nghe bài tin mừng. Những người đó là ai vậy? Thưa bài sách Khải Huyền, thưa đó là họ những người đã đi qua những đau khổ lớn lao mà đến. Họ đã dắt áo họ trong máu của con chiên. Vâng, cụ John Bautista đúng là một con người đã đi qua những đau khổ. Tài liệu đã cho chúng ta thấy cái chết thê thảm, cái chết cô đơn của những người độc ác, dã man. Đúng là máu của chú cụ đã giặt trong máu của, áo của cụ đã giặt trong máu của con chiên. Trước giờ nộp mình, cụ đã cầu nguyện, cụ đã quỳ trong nhà thờ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những giá trị sâu thẳm mà cụ John Bautista đã sống trong cuộc đời, mà thời gian lớn hơn không gian để tỏ dần cho chúng ta thấy thánh ý của Thiên Chúa, để tỏ dần cho chúng ta thấy ai là người sống theo thánh ý của Thiên Chúa và ai là người trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất trong thần khí, để ngày hôm nay chúng ta tiếp tục và sẽ còn lan tỏa sự hiệp nhất này để tiếp tục tạ ơn ngợi khen Thiên Chúa và cầu nguyện cho dân tộc của chúng ta. Cầu nguyện đầy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với hai cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa, và lối cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lễ vật này để cầu cho cố Tổng thống John Bautista Ngô Đình Diệm và các chiến hữu đã lìa cõi thế. Xin Chúa đã lấy nước thanh tẩy họ. Nay nhờ Đức Kitô đã đổ máu ra làm lễ tế giao hòa, xin mở lòng khoan dung rửa cho họ sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là chính Ngài. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ Người đạo binh các thiên thần, thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất này vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một chén từng ngày sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đương tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Cha Hoàng Phanxicô, Đức Cha Mục Giáo phần chúng con, Đức Cha Mikael chủ sự thánh lễ và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhấn tôi tới của Chúa là cụ Gioan Bautista, các bầu huynh và tất cả các chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa, là những người con mà Chúa đã gọi ra tôi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly dần trong tình thương của Chúa. Xin che thầy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế từng người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Ông bà anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng mang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Giáo xin đừng lên nhật bánh thánh nha. Xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng, sau một đời hằng luôn tin trung. Xin cho đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Dâng lên Ngài lạy của lễ cứu độ nhân trần.
xin dâng lên Ngài này của lễ xuôi nguồn hồng ân. Vui xin Ngài giữ tha những lỗi lầm đã qua, để người thân yêu được mãi sống đời quang minh. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau muôn đời hằng luôn tin chung. Xin Cha đã nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Ngài người thân yêu nay về cùng Chúa, cúi xin Ngài xót thương chiếu tràn hòa ánh quang, để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Cha đã nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần. Xin dâng lên Ngài lễ xuôi nguồn hồng ân, cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh yêu được mãi sống đời quang vinh. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau muôn đời hằng luôn tin chung. Xin Cha đã nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bí tích vừa qua này, Chúa đã cho chúng con nên một với Đức Kitô, đấng toàn thắng tội lỗi và thần chết. Xin cho cố Tổng thống Gioan Bautista Ngô Đình Diệm, các bào huynh, các chiến hữu của đôi bên đã ngã gục trên mảnh đất Việt Nam này, đã qua đời, được thoát khỏi vòng tội lỗi để cùng người hưởng vinh quang phục sinh, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy chung tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời.
chờ chúng ta nơi danh Chúa. Là đấng cao thành trời đất, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà
mà người sống thai. Xin cảm ơn bà Maria đồng sinh, chiếu sáng đời qua phong si đô si la thô. Chiếu đóng thân trên ngày thanh gia, trên phá tham gia, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, nên trời ngược lên ngủ. Thần xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Thank you.